Lạy Chúa, giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế, Ngài nên mãi nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời, Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái, Ngài tự hiến thân mình cho chúng con cho đời trong bánh thiêng ở lại với chúng con. Con nên con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cây trông và ơn tha thứ. Con nên đây là niềm tin cao vời khôn sai Chúa đang ngự đây. Giê-xu đã yêu con cho con lượng thân lên. Lạy Chúa Giê-xu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con có những giây phút quý báu để cùng nhau thờ lạy Chúa lúc này. Chúng con tôn vinh và cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành hồn xác Chúa đã tuôn đổ trên chúng con trong suốt tuần qua. Giờ phút này đây, xin Chúa giúp chúng con gác lại những lo toan của cuộc sống hàng ngày, để chúng con có thể ở bên Chúa trọn tâm tình của những người con thảo. Giờ đây, xin Chúa mở lòng trí chúng con, để chúng con lắng nghe lời Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài là giữa con hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được rót ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hãy phải nói thế nào. Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Năm sự vui thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin do Đức Bà Tiểu Thai
ta xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng đã kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cam dỗ những cái ông con cho khỏi rửa giữa. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin đem chúng con mọi ra hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thiền âm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha ở trên trời, con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, lạy ba tội cho chúng con. Xin theo chúng con ngõ ra hoa ngộ. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng. Nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu này đã tái sinh ra được lòng khó khăn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra cho cam dỗ những cái uống hoàn ra khỏi rồi giữa. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hãy Maria,
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội nay và trong giờ Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã bắt trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời sáng cùng Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa và ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Từ môn thị ngâm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh tái, xin cho được vâng lời chịu lụy. Lạy Thánh có trên trời, con nguyện danh gia cả răng nước cha thì đến ý gia thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin che cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mời Maria đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin kêu chúng con ngỏ ra hòa ngục. Xin em các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh ta, xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và ta nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cam dỗ, nhưng kêu ngon ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hay Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hay Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có
có tội cái đây và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội cái đây và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Hay Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi ra hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con kính lạy và ngợi khen, sơ mạo nhiệm mình đã ra trang trọng, mau thành ra cho bao vô cùng, mỗi lòng Đức Bà Maria đồng trinh thành sẽ mở ra, đã để mình trong phép mạo nhiệm này, cho được ở cùng chúng con là đến sau hết. Khi người có ngồi cùng các môn để mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cố truyền lại mà ăn bữa này, đoàn mời vô mày do 12 môn để lấy làm của ân, ngồi thơ hãy ra đời làm người, phán một lời phép tác vô cùng mà làm cho bánh giả trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hoa nên bao người thật. Vì vậy dù con ma dung con xem giảng thân thì phải có được tên cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thở lại phép ra thanh đất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thở lời kinh mang ngợi khen và hát mừng sơ mạo nhiệm ra thanh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lời Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con, xong lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có
thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con sẽ nằm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa cho để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đó, trên miền đá này tao xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đó, Satan sắc hồn mèo mà vây vùng không làm chuyện luôn. Tại cầu xin gió đất giao hòa Phan Sĩ Cô, Chúa diện cho người tăng góp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dụ sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ đức giáo hoàng Phanxicô Chúa đã chọn. Đến nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhân, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mở sách trang 58, hát cả hai câu. Mẹ từ bi, ngày nay con đến ép thân, rơi áo mẹ lần che khuất bao buồn nơi khóc than. Đời con đang sống giữa bao đau trăm nguy biến, xin mẹ ra dìu con qua khỏi nơi nguy nan. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lần đoán, không sợ ba thủ con nép dưới áo mẹ từ nhân. Mẹ coi con coi chưa ba thù đang quay khoát, đưa về thiên đàng cùng mẹ hương vô thanh nhàn. Ôi mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua, kiếp sống vòng trần đây đó bao lần tình mẹ vắng xa. Rồi con yêu đuối ngã trên đường gai dương thế, xin mẹ dắt dìu con vui bước đi theo mẹ. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lần đoán, không sợ ba thủ con nép dưới áo mẹ từ nhân. Mẹ coi con khoai trước ba thủ đang quay khoan, đưa về thiên đàng cùng mẹ hương khúc.
Đức Chúa Trời rời Thánh Thiên Thần truyền tin cho ra Thánh Đức Bà Maria. Và ra Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mở Maria đầy ơn Phật Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mai người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mở Maria đầy ơn Phật Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mai người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Cha quay ngồi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kính mở Maria đầy ơn Phật Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mai người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. Lạy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa chúng con xin cho ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin về công ơn con Chúa gieo nàng gieo rất trên đầy thanh nhân cho chúng con ở sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển cũng vì công việc Chúa Giê-xu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thái mà Đức Chúa Trời ngang ngang về vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.